Chào các em, trong bài học ngày hôm nay sẽ giới thiệu em về Java Serverless Cookie. Thì đầu tiên các em hiểu cho anh cookie là gì? Thì cookie là một file text nằm ở phía browser của client. Thì file text này có chứa thông tin ở dạng key value, tức là có một cái khóa hoặc giá trị. Và ở đây, mỗi lần request gửi thông tin lên server thì sẽ bao gồm cookie này trong cái header. Thì trong Java Serverless hỗ trợ cookie theo giao thức là HTTP. Và các em ghi nhớ cho anh là cookie có một thời gian sống là xác định. Anh giả dụ server set thời gian sống của cookie là 1 giây hay là 30 giây. Thì sau thời gian đấy thì trình duyệt sẽ tự động xóa đi. Thì ở đây là mô hình của cookie. Thì em thấy là request đầu tiên gửi lên server thì server sẽ trả về một cookie có thời gian sống là expire ở đây. Có cặp giá trị là key value, name là key và value chính là xyz. Domain ở đây chính là cái tên website. Tiếp theo đó thì lời hẳn tiếp theo thì trong request sẽ gửi lên kèm cookie. Trong cái header ở đây các em thấy là cookie, name là key ở đây là name và value ở đây chính là xyz. Thì đây là mô hình mà cookie sẽ được truyền tải giữa server và client. Thì để cụ thể cách dùng như thế nào thì cùng anh đi vào trong ví dụ. Thì trong cái clip ở đây anh sẽ tạo một project mới. Anh chọn Dynamic Web Project. Anh đặt tên là Java Serverless. Anh bấm Next. Và ở đây anh sẽ tạo file web XML. Thì sau khi anh tạo project xong thì trong thư mục src ở đây, anh sẽ tạo một cái bucket mới. Anh đặt tên là com.trungtamjava.cookie. Thì trong bucket này anh sẽ tạo một cái servlet đặt tên là servlet 1. Thì trong servlet 1 này tên từ cái class là http servlet ở đây. Và anh cũng cấu hình ở đây là web servlet url pattern ở đây. Chính là các em để là servlet 1 đúng không? Servlet 1. Anh sẽ xóa này đi. Tiếp theo anh sẽ tạo một cái hàm doGet ở đây, override là hàm tra. Và trong hàm doGet này anh trả về một trang text HTML, anh dùng đối tượng response ở đây. Anh set content type chính là text HTML đúng không? Thì ở đây anh sẽ dùng đối tượng là printWriter sẽ bằng response.getWriter ở đây. Và printWriter này các em dùng println để các em in ra giá trị đúng không? Println. Ở đây anh sẽ in ra một dòng là xin chào trung tâm Java. Tiếp theo đó thì ở đây anh sẽ tạo cookie. Để tạo cookie chúng ta làm như sau. Các em dùng cái class cookie ở đây thuộc Java serverless.http và các em tạo một đối tượng cookie, new cookie. Thì ở đây các em có dùng constructor, các em truyền vào key và value. Ở đây các em đặt tên là name chẳng hạn và value ở đây chính là string là trung tâm Java. Thì anh đã được một đối tượng cookie rồi. Thì ở đây anh sẽ set thời gian sống cho cookie này một cách như sau. Anh dùng cookie.setmax hết ở đây, tức là set thời gian sống. Ở đây các em truyền vào giây, tức là sống trong vòng 5 giây chẳng hạn. Thì sau đó anh sẽ dùng đối tượng response ở đây. Anh sẽ add cookie. Thì em chỉ việc là truyền cookie vào đây thôi. Thì như vậy cái khi mà request gửi lên cái servlet 1 này, nó sẽ trả về một cái trang text HTML và nội dung là xin chào trung tâm Java, đồng thời trả về một cookie có giá trị là name ở đây là trung tâm Java và thời gian sống là 5 giây. Thì ở đây anh có thể tạo nhiều cookie bằng cách như sau. Anh sẽ tạo thêm một đối tượng cookie mới bằng cách là tạo một đối tượng cookie. Các em chọn cookie ở đây, các em khai báo một cái biến cookie 2 bằng new cookie đúng không? Thì các em chuyển vào tên đây là s chẳng hạn, đây là 28. Thì sau đó anh cũng set thời gian sống cho cookie 2 này bằng cách là set max s ở đây, tức là sống sẽ là 10 giây chẳng hạn, lâu hơn cái cookie đầu tiên là 5 giây. Và đang dùng đối tượng response anh add cookie vào. Ở đây anh sẽ là cookie 2. Thì như vậy cái servlet 1 này sẽ set giá trị của cookie name và s và cũng trả về một trang text HTML. Tiếp theo anh sẽ tạo một cái servlet thứ hai. Anh đặt tên là servlet 2. Và servlet này cũng extend từ cái class là http servlet. Và anh sẽ cấu hình web servlet ở đây. Cái URL pattern sẽ là đây là servlet 2 đúng không? Servlet 2. Và trong này anh dùng là hàm doGet. Thì hàm doGet này trả về cho anh một trang text HTML set content type trả về ở đây là text HTML. Và sau đó anh dùng một đối tượng là printWriter sẽ bằng response.getWriter. Để đọc cookie từ client gửi lên thì anh sẽ dùng là request.getCookie. Thì các em thấy ở đây nó trả về cho anh một mảng cookie. Thì anh sẽ khai báo một cái mảng cookie. Ở đây anh sẽ chọn thư viện là Java. Và anh khai báo một cái biến là cookie bằng cái này. Thì khi anh có một cái mảng rồi anh sẽ dùng vào lập for ở đây. For cookie c bằng cookie s đúng không?
Thì trong này anh sẽ dùng cái printWriter.println ra giá trị trong cookie này. Ở đây anh sẽ dùng c.getName để lấy ra cái key cộng với dấu ở đây là hai chấm. Các em hai chấm để cách biệt với value c.getValue ở đây. Và các em cộng với cái thẻ br để xuống hàng. Thì đây là cách lấy cookie từ client gửi lên server. Thì anh để anh chạy chương trình này, anh sẽ add and remove trong server đi. Anh sẽ remove cái project cũ đi, là Hello Splash. Anh add cái project mới là Java Splash vào. Anh bấm vào Finish. Thì sau đó anh sẽ clean server. Và anh chạy lại server. Thì khi server chạy thành công, thì anh sẽ lên trình duyệt. Anh gõ ở đây là Splash 1. Thì trong khi vào Splash 1, các em sẽ thấy là nó trả về cho anh một cái cookie ở đây. Các em dùng Firebug trong Firefox, các em sẽ thấy Respond ở đây trả về cookie là name, trung tâm Java, thời gian sống ở đây, expire đây. Cũng như là cookie thứ hai S28, expire thời gian sống ở đây. Thì tiếp theo đó thì anh sẽ gõ Splash 2. Các em sẽ thấy là nó trả về cho anh một cookie là G-Session ID, bởi vì thời gian sống của cookie name và S chỉ có 5 và 10 giây. Để xét lại thì anh sẽ gõ Splash 1. Sau đó anh gõ luôn Splash 2. Thì các em sẽ thấy ở đây cái cookie name và S vẫn tồn tại đúng không? Thì sau đó anh refresh. Thì em thấy cookie name đã bị mất đi do thời gian sống có 5 giây nên đã bị xóa. Tiếp tục em refresh. Thì cookie S cũng bị xóa đi bởi vì thời gian sống chỉ có 10 giây và trình duyệt sẽ tự động xóa. Thì như vậy, trong bài học ngày hôm nay các em đã biết tạo một cookie. Để xóa một cookie thì các em làm như sau. Các em sẽ top server này lại. Ở đây các em để xóa cookie, các em chỉ cần ở đây. Anh giả dụ là if c.getName đúng không? Equal với lại là ở đây, cái name của anh là S chẳng hạn. Nếu cookie mà cookie là S thì anh sẽ xóa như sau. Anh sẽ c.set max S 0 ở đây. Anh chỉ cần set max S là 0 thì tự động cookie sẽ bị xóa. Và sau đó anh sẽ gán cookie này cho respond add cookie ở đây C. Thì sau đó anh sẽ clean server và anh chạy lại. Thì các em sẽ thấy là cái cookie S này sẽ bị xóa khi anh gọi splash 2 lần thứ hai. Thì anh sẽ start xong đúng không? Anh sẽ vào cái splash 1 này anh gõ. Thì sau đó anh gõ luôn Splash 2. Thì các em thấy nó in ra cho anh là name và S. Anh refresh lại luôn. Thì các em thấy là cái cookie S đã bị xóa ngay sau khi lần thứ hai Splash 2 gọi. Thì anh sẽ refresh lần nữa. Thì các em thấy là cái cookie đã bị xóa. Cái G-Session ID này là một cookie được trả về từ server Tomcat để định danh cái người dùng. Thì trong bài học tập tới chúng ta học về session. Các em sẽ biết về cái session này. Thì trong bài học ngày hôm nay các em đã biết cách sử dụng cookie rồi. Cookie là một file text lưu ở phía trình duyệt và có thời gian sống xác định. Cũng như các em có thể add nhiều cookie trên trên server trả về, cũng như là các em có thể lấy cookie từ request trả lên. Thì cookie có thể dùng để lưu các session ID hay là lưu thông tin người dùng ở phía client để định danh người dùng. Thì trong bài học tiếp theo anh sẽ hướng dẫn các em sử dụng cookie cho một vài mục đích khác nhau. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.